để chào đón sự xuất hiện rất đặc biệt trên sân khấu, đó chính là bạn Trương Trần Anh Duy. Xin được giới thiệu bạn Lạc Nguyên. Xin được giới thiệu bạn Sa Mạnh Phan. Xin được giới thiệu Bí Nát. Xin được giới thiệu bạn Linh Baby. Xin được giới thiệu bạn Tương Mê. Xin được giới thiệu bạn Lê Bó. Xin được giới thiệu Cha Đàm. Tất cả các nhà sáng tạo nội dung, tất cả quý vị và các bạn đang có mặt trong ngày hôm nay để tham gia chương trình Creator Day nằm trong khuôn khổ của TikTok Award Việt Nam 2023. Xin được cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại vị trí của mình và tiếp tục thưởng thức không gian chiều nay nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.